Chúng ta đến với đại quân đế quốc Nhật Nguyệt ở xoái trướng. Hai ngày từ ngày đó từ thần Đố La diệt tịch thủy đột nhiên đánh lén đến bây giờ đã qua hai ngày. Vì từ thần Đố La kia cũng không có lần nữa xuất hiện, thế nhưng vẹn vẹn là xuất hiện một lần đã trong lòng tất cả thường sĩ lưu lại lo lắng thật lớn. Quá cường đại, lấy lực lượng hai người vậy mà chống cự toàn bộ công kích của hồn đạo khí liên kết của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, thậm chí suýt chút nữa đột phá hồn đạo khí phòng ngự liên hợp, là lực lượng cỡ nào? Hai tên cực hạn Đố La chung vào một chỗ vậy mà khủng bố như thế, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Số lượng tướng sĩ thử chân cũng không tính quá nhiều, thế nhưng mà hình thành áp lực tâm lý tại to lớn. Dưới phần áp lực này, tất cả hồn đạo sư cao dài đã dòng dã hai ngày chưa từng có mỉm cười. Hiện tại bọn hắn mới thật sự là hiểu thành linh giáo cường đại đến trình độ gì. Luận về chiến lược cao tầng, bọn hắn vẫn như cũ là đệ nhất đế quốc. Tin tức bị tập kích cũng đã mang đến Minh Đô, nhưng lại như là đá chìm đáy biển, không có tin tức gì thông qua hồn đạo khí truyền tin truyền tới. Dường như từ thiên nhiên đã từ bỏ bọn hắn, chỉ muốn cho chúng ta một cái giáo huấn sao? Quất Tử lẩm bẩm một mình. Hai ngày thời gian đã đủ để cho nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nếu như tử thần Đố La diệt tịch thủy thật sự muốn không chết không thôi, vậy thì bà nhất định là sẽ không dùng lại phương thức kia. Cho dù Thích Sĩ Diễn chỉ cần muốn từ chính diện tiến công, bà chỉ cần mỗi ngày thừa dịp phòng ngự yếu kém đến một lần tử thần chi quang, đại quân liền sẽ liên tiếp nhận tổn thất. Hơn nữa cũng sẽ không ngừng sinh ra cảm xúc khủng hoảng, muốn truy kích quan hán tại gần như không có khả năng. Nhưng bà lại không làm như vậy, liền mang ý nghĩa bà còn không có cơ nghiệp là thánh linh giáo ở đế quốc, tạm thời sẽ không có động tác càng lớn mới đúng. Chỉ không biết tiếp xuống thánh linh giáo còn muốn làm cái gì. Trong lòng Quất Tử từ đầu đến cuối có một chút bất an, nàng thậm chí là càng muốn đối mặt với Diệp Tịch Thủy cùng bảo, cũng không nguyện ý đối mặt điều không biết. Vô luận như thế nào nhất định phải hủy đi thánh linh giáo, nếu không thì tương lai đế quốc không được an bình. Nghĩ tới trước đó hai vị cực hạn Đố La thể hiện ra thực lực, trong lòng Quất Tử dâng lên từng cơn ớn lạnh. Tương lai quốc gia là con của con trai mình, dưới giếng hà này lại có người khác là ngủ ngáy, có hai vị cực hạn Đố La uy hiếp tồn tại, đế quốc thống trị liền sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhi tử con yên tâm đi, vô luận bao nhiêu gian nan, mẫu thần đều nhất định sẽ vì con mà diệt trừ chướng ngại. Vừa nghĩ tới nhi tử của bản thân, chiến ý trong lòng của Quất Tử liền cháy hừng hực, trước đó sợ sệt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đối với một người mẹ mà nói, chỉ cần là bảo hộ con của mình, dù cho đến mặt với kẻ địch cường đại đến đâu nàng cũng sẽ không nghe ngại. Báo, một tiếng hô hoán dồn dập vang lên, Quất Tử ổn định lại tâm thần sẽ nói: viện quân đế quốc ngoài sân công tàng ngộ công kích, toàn quân bị diệt, thời điểm chi viện của chúng ta đến nơi, lưu lại chỉ một chỗ thi thể, tất cả vật tư cũng toàn bộ biến mất. Cái gì? Quất Tử cả kinh thất sắc, cho ánh mắt to xa vẻ kinh ngạc. Có phát hiện cụ thể gì? Tên tham báo kia ngẩng đầu, lúc này chần chờ một chút về sau mới nói: có tung tích sinh vật vong linh, hồn đạo khí tham trắc ở trên không của chúng ta ẩn ước phát hiện, có một vài sinh vật giống như là cốt long hướng về phương xa bay đi, mà địa phương cũng lưu lại đại lượng khí tức sinh vật vong linh. Lần này 1000 tên hồn đạo sư đến đây tiếp viện đều. Thế nhưng là 1000 tên hồn đạo sư, cho dù là hồn đạo sư quân dự bị cũng đều trải qua đế quốc đào tạo ra, có 1000 tên hồn đạo sư chi viện, tiền tuyến hao tổn liền có thể bổ sung đầy đủ, mà cứ như vậy vô thành vô thức biến mất, Quất Tử có thể nào mà không giận? Thế nhưng mà đồng thời thức giận, trong lòng của nàng cũng hơi kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, công kích của Diệp Tịch Thủy đã kết thúc, uy hiếp cũng đã đầy đủ, thế nhưng vì sao sẽ còn tập kích cơ chứ? Sinh vật vong linh khả năng chỉ là thánh linh giáo rất lớn, trừ phi đây là... Quân tử trong lòng khẽ động, nàng đột nhiên nhớ tới không gian huyền diệu kia. Vũ Hạo là người tới rồi sao? Vừa nghe tới Vũ Hạo rất có thể liền ở phú cận, lòng của Quất Tử không khỏi có một chút nóng rực lên, tức giận lúc trước cũng theo đó mà tan thành mây khói. Nếu như Vũ Hạo làm vậy thì hết thảy liền giải thích rõ. Có điều vô luận là ai làm, bùn nước bẩn này đều phải gội lên trên đầu của thành linh giáo, đang lo tìm không thấy cơ hội đến đối phó bọn họ, bọn hắn liền đưa tới cửa. Truyền tướng lệnh của ta, triệu tập tất cả phó đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư trở nên đến xoáy chướng nghị sự. Vâng, Quất Tử lúc này hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ đã xuất hiện thời cơ như vậy, vậy cũng chớ trách ta tù ngoan thủ lạt. Cơ hội này nếu như mà không hào hào lợi dụng, vậy thì mình liền không xứng là đế hậu chiến thần. Thánh linh giáo hừ, các người chờ lấy nộ hỏa của từ thiên nhiên đi. Vừa nghĩ, nàng cấp tốc đi trở về xoáy án của bản thân, múa bút thành văn. Một lát sau thì các chi quân đoàn hồn đạo sư chính phó đoàn trưởng kia liền đeo tụ tập đến trong xoáy trướng, cũng đi còn có chư vị cung phụng hồn đạo sư cấp 9. Nhìn thấy Quất Tử ở nơi đó viết đồ vật, bọn hắn đều an tĩnh đứng yên, không có bất kỳ người nào ồn ào.
Quân tử Lê Nguyên Soái chỉ vị vì mọi người mà gánh tội thay. Tư thân Đỗ La đến đây càng muốn cầu kích nàng, hết thảy đều để các tướng lĩnh đối với vị đế hậu chiến thần này tràn ngập tôn kính. Thống soái như vậy có tướng lĩnh nào không nguyện ý đi theo? Coi như tuổi của nàng nhỏ một chút, lại là nữ tử, thế nhưng mà một vị gần như là bách chiến bách thắng thống soái lại có đảm đường, tuyệt đối chỉ là đi theo tốt nhất đối tượng. Trọn vẹn chờ khoảng 10 phút, quân tử mới viết xong thư tín trong tay. Thời điểm nàng lại lần nữa lúc này ngẩng đầu lên, hai mắt đã một mảnh đỏ bừng, dường như cố nén không để nước mắt chảy xuống. Nguyên soái phát sinh chuyện gì, người thế nào rồi? Một vị hồn đạo sư cấp 9 có một chút giật mình hỏi. Các tướng sĩ hồn đạo sư khác cũng đều không rõ ràng cho lắm, loại trạng thái này của quốc tử bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn không rõ phát sinh ra chuyện gì. Vị đế hậu chiến thần kiên cường của bọn hắn lúc nào trở nên yếu ớt như vậy, đến tận cùng là chuyện gì để nàng như vậy? Quốc tử không có lên tiếng mà là cắn nát ngón trỏ của bản thân, đem một cái huyết ấn dùng sức đặt lên trên thư tín vừa viết xong. Nhìn thấy một màn này, các vị tướng lĩnh cả kinh thất sắc. Huyết thư, nguyên soái là muốn làm cái gì? Quốc tử lúc này chậm rãi đứng lên, từ đằng sau soái đi ra, thân thể của nàng đang run rẩy nhẹ nhẹ, nước mắt đã khống chế không nổi chảy xuôi. Chư vị tướng quân cung phụng, ta có lỗi với mọi người. Nước mắt tuôn rơi, quốc tử thống khổ nhắm hai mắt lại. Vị hồn đạo sư cấp 9 động khẩu trước đó vội vàng nói, nguyên soái đến tận cùng thì phát sinh chuyện gì? Vô luận là gì chúng ta đều nhất định sẽ đứng bên người. Người nhanh nói cho chúng ta đi. Quốc tử hít sâu một cái, dùng âm thanh bi thống vô bì nói, vừa mới đạt được tin tức đế quốc phái quân đoàn hồn đạo sư tới tiếp viện chúng ta, toàn quân bị diệt ngay tại ngoài sân cốc cách đó không xa, hơn ngàn tên hồn đạo sư vất lạc, hồn phách không còn, tất cả tài nguyên bị cướp hết sạch, bốn chữ hồn phách không còn là nàng thêm vào. Cái gì? Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ soái trướng. Trong lúc nhất thời, các tướng lĩnh hồn đạo sư cả đám đều là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Cho ánh mắt chấn kinh đang chậm rãi biến thành cực độ phẫn nộ. Quốc tử thống khổ nhắm hai mắt lại. Trải qua hồn đạo khí tham trắc ở trên không của chúng ta xác nhận, đã từng nhìn thấy có cốt long ẩn hiện. Hơn nữa số lượng không chỉ một đầu, đồng thời thì còn có rất nhiều khí tướng sinh vật vong linh lưu giữ lại. Cốt long chỉ hai chữ này là đủ rồi. Trước đây không lâu, bên ngoài thành Sở Lệ Khắc, giáo chủ thánh linh giáo Trung Liêu không phải chỉ là ngồi cỡ lấy một đầu cốt long cùng với Vũ Hạo đại chiến một trận sao? Cuối cùng cốt long còn mất mạng trong tay của Vũ Hạo. Cốt long lại xuất hiện mang ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Hỗn đản, một vị đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, suýt nữa bóp nát song quyền. Quân đoàn hồn đạo sư của hắn tổn thất không nhỏ, còn chờ quân số bổ sung đây. Trong lúc nhất thời, thần tình lại xúc động. Quân tử chua xót mà nói, chuyện này ta đã đem ngọn nguồn hoàn toàn chỉnh chỉnh lại viết lại, lập tức thì đưa cho bệ hạ. Thỉnh bệ hạ phán xét, tiếp tục như vậy, quân tâm chắc chắn nhận tổn thương to lớn. Tiền tuyến tướng sĩ chúng ta vì nước giết địch, thế nhưng mà uy hiếp lại đến từ phía sau, để chúng ta làm sao có thể vì đế quốc mà khai cường thác thổ, lập xướng bất thế mà công huân? Trước vì ta thân là nguyên soái chỉ sợ phải đi đến điểm cuối. Lần này thì ta đã hướng về bệ hạ từ biệt, tương lai còn mời chư vị tướng quân tiếp tục phụ tá bệ hạ, vì bệ hạ mà phân ưu. Vừa nói, quốc tử lúc này khoát tay, liền đem nón trụ trên đỉnh đầu gỡ xuống, quay người đi đến trương soái trướng đặt ở phía trên soái ấn. Nguyên soái, người không thể từ bỏ chúng ta. Một vị phó đoàn trưởng bi thương kia một tiếng, lập tức quỳ một gối trên mặt đất. Đúng vậy nguyên soái, chúng ta cần người dẫn đầu, chỉ có người mới có thể dẫn đầu chúng ta thống nhất đại lục. Có một người liền có người thứ hai, là thêm lúc này bầu không khí cũng đã chung một mối thù. Trong lúc nhất thời ở trong đại trướng, toàn bộ các tướng quân quỳ đầy đất, ngay cả những hồn đạo sư cùng phụng kia cũng từng người cúi xuống cái eo cao quý hướng về quốc tử hành lễ. Nhìn lấy bộ dáng mọi người, quốc tử lau đi nước mắt ở trên mặt, trong hai tròng mắt, ánh mắt sần sần bắt đầu trở nên rét lạnh. Cảm ơn chư vị tướng quân ủng hộ, mọi người xin đứng lên. Nghe xong âm thanh của quốc tử dường như khôi phục lại bình thường, các tướng quân mới một lần nữa đứng dậy, ánh mắt đều tập trung ở trên người của nàng. Cho đôi mắt bằng lãnh của quốc tử lộ ra sát cơ mãnh liệt. Thánh linh giáo dám can đảm giết chết tướng sĩ của ta, bản soái cùng với các ngươi không đội trời chung. Chư vị tướng quân, chúng ta muốn lập xuống bất thể là công huân, liền trước hết là phải thành quân chắc, đem thánh linh giáo liên hạ mà vô sĩ, ta ác ngoan độc triệt để xóa bỏ khỏi. Chỉ có như vậy mới có thể trả trời trắng sáng sủa cho chúng ta. Phong thư này, vì tướng quân nào nguyện ý cùng ta cùng nhau chuyển huyết thư cho bệ hạ? Ta nguyện ý. Các tướng quân luôn luôn là khí huyết tràn đầy. Ngày đó bị tử thần Đố La công kích, lúc đầu trong lòng rất nhiều người đối với thánh linh giáo phẫn nộ ra, cũng đã bất mãn để bị hoảng sợ thay thế.
Thế nhưng hôm nay nghe tin lại có hơn ngàn tiên hồn đạo sư bị thánh linh giáo sát hại. Trong lúc nhất thời, trong lòng áp lực kia, phẫn nộ cũng đã huyết khí lập tức bộc phát. Từng người cắt náu số ngón tay huyết chỉ vẫn lưu lại ở trên thư, đồng thời lưu lại còn có bản hắn ký tên thân bút. Một phong huyết thư này mới xem như là chân chính thành công. Quốc tử trầm giọng nói, trên sáu lệnh của ta, đại quân triển khai, hướng về phương hướng đế quốc tiến lên. Chúng ta phối hợp với bệ hạ, chết để tiêu diệt thánh linh giáo. Chỉ có thánh linh giáo hoàn toàn hủy diệt, chúng ta mới có thể tiếp tục vì đế quốc mà khai cường thác thổ. Vâng, cần tôn nguyên soái lúc này tướng lệnh. Một khắc, các tướng lĩnh cùng với quốc tử cùng một chỗ đè xuống huyết thủ ấn, vận mệnh của bạn hắn liền cùng với vị đế hậu chiến thần này buộc lại vào nhau. Đại quân đế quốc Nhật Nguyệt lúc này bắt đầu thu nạp các loài trên địa hồn đảo. Do quân đoàn cấp thú vương thay nhau cảnh giới ở trong không trung, đại quân xuất phát thẳng đến đế quốc Nhật Nguyệt mà đi. Thư của quốc tử cũng trong lúc nhất thời đưa ra bên ngoài, đồng thời tin tức trước tiên đưa ra cũng không phải cho Từ Thiên Nhiên mà là cho cung phượng đường lưu thủ tại Minh Đô. Bọn hắn mới là hậu thuẫn chân chính của quân đội. Nhìn qua đại quân đế quốc Nhật Nguyệt uốn lượn quanh co hướng về đế quốc Nhật Nguyệt tiến lên, Vũ Hào đứng ở trời cao phía xa liền minh bạch quốc tử hẳn là lợi dụng rất tốt sự tình này. Bây giờ không kém nhiều cũng có thể đi gặp được nàng. Một tia mỉm cười nhàn nhạt cũng theo đó mà hiện ra ở trên mặt của Vũ Hào. Loại cơ hội tốt này hắn luôn luôn là sẽ không bỏ qua. Vũ Hào mang theo Đường Phô Đống thân hình ở trong không trung lặng yên biến mất, tinh thần tham trác phát động ra dò đường phía trước. Hai người thì cấp tốc hướng về đại quân đế quốc Nhật Nguyệt tới gần. Trong bầu trời, các loại hồn đạo khí tham trác ở trên không cơ hồ đi theo đại quân tiến về phía trước. Chỉ thì có hai chi quân đoàn hồn đạo sư xoay quanh phi hành ở trên không phụ tranh trình sát cùng với thủ vệ. Chỉ có quân đoàn hồn đạo sư thú vương cấp trở lên mới có toàn viên đều có được năng lực phi hành, cho nên phụ trách tuần tra tự nhiên cũng là bọn hắn. Quân đoàn hồn đạo sư tự nhiên không làm khó nổi Vũ Hạo của Vũ Đồng Vũ Đồng. Xa xa, tinh thần tham trắc của Vũ Hạo đã tìm được phương diện của quốc tử. Quốc tử ra ngoài tác chiến, mặc dù là thống như quân nguyên soái, nhưng cũng tương tự là đế quốc hoàng hậu, cho nên cùng với nguyên soái tướng lĩnh ngồi cưỡi tọa kỵ khác biệt. Nàng chỉ là có phượng liên của bản thân, kéo lấy phượng liên mà 16 thất ngựa cao to phụ tranh thủ vệ. Phượng liên chính là quân đoàn hỏa phượng hoàng. Vũ Hạo mang theo Đường Phô Đồng nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên phượng liên. Lúc này Đường Phô Đồng lại lặng yên buông ra tay của hắn. Huynh đi vào đi, ta liền cũng đi, tránh khỏi nàng bởi vì đối với ta có địch ý mà ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh. Vũ Hạo cười rồi nói, mới thật sự là một hảo cô nương khéo hiểu lòng người. Đường Phô Đồng có chút xảo hoạt nhìn lấy hắn rồi nói, nếu như ta thật khéo hiểu lòng người, nếu mà để huynh đẹp nàng cùng cưới về mới đúng chứ. Không cần không cần, khó nhất là tiêu thụ mỹ nhân, ta có một mình mua liền đủ rồi, ta đi đây. Hồn kỹ mô phỏng có thể bao phủ phạm vi cũng đủ lớn, cho nên Vũ Hạo không có một chút nào quan tâm thân hình Đường Phô Đồng sẽ bại lộ. Xoay người lại, Vũ Hạo lặng yên chui vào bên trong phượng liễn. Ở bên trong phượng liễn rất lớn, kỳ thân chính là một cỗ xe ngựa vô cùng thoải mái rộng lớn. Bên trong phượng liễn chừng 10 mét vuông, bàn ghế giường không thiếu một cái. Lúc này quốc tử chỉ đỡ một thân thường phục ngồi ở trong đó, đang yên lặng tự hỏi cái gì đó. Sóng tinh thần nhu hòa dập dờn đem toàn bộ ở bên trong phượng liễn hoàn toàn phong kín, bất kỳ âm thanh gì đều không thể truyền đi. Giờ như cảm thấy cái gì không đúng, quốc tử vô thức ngẩng đầu nhìn về không gian phía trước, không có vật gì cả. Là ngươi tới rồi sao? Quốc tử thấp giọng hỏi. Ngươi thế nào biết là ta? Vũ Hạo lúc này âm thanh hơi kinh ngạc vang lên. Hai vị cực hạn đố la kia phát hiện ra hắn, hắn không có chút nào kỳ quái. Thế nhưng mà vì sao quốc tử cũng có thể phát hiện ra hắn? Cũng không cùng lẽ thường. Thực lực của quốc tử là không thể nào phát hiện ra hồn kỹ mô phỏng quán ẩn dấu. Quốc tử mỉm cười rồi nói, là trực giác ta liền biết ngươi sẽ đến, cho nên ta mới khiến cho thị nữ tất cả lui ra, trong xe chở ngươi, ngươi quả nhiên đã đến. Thân hình của Vũ Hạo lúc này lặng yên mà hiện ra, ngồi xuống ghế đọc trước mặt của quốc tử. Có một chút thời gian không gặp, lúc này người còn tốt chứ? Vũ Hạo lúc này hỏi có một chút không có dinh dưỡng, mặc dù hắn che đầy âm thanh trong đấy, thế nhưng mà lại thông qua tinh thần cộng hưởng đem tình huống ở bên trong phượng liễn đều cùng hưởng cho Đường Phô Đồng. Một cái vì an toàn, một cái khác cũng sợ Đường Phô Đồng lúc này ăn dấm. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái sau. Quốc tử hừ một tiếng, tốt sao có thể tốt, ta không tốt đẹp gì cả. Người nói, ta là nên hận người hay là nên cảm ơn người đây? Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, đương nhiên hẳn là cảm ơn ta. Vô luận là ngươi hay là Từ Thiên Nhiên, kỳ thân đều muốn diệt trừ thánh linh giáo không phải sao? Chỉ một mức không có tìm được cơ hội mà thôi. Lần này ta lấy cớ tặng cho các ngươi còn không nên cảm ơn ta hay sao?